Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của mình. Thì hôm trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn về ý nghĩa của câu tục ngữ ăn quả như kẻ trồng cây. Nếu mà thấy video hay, ý nghĩa thì các bạn sẽ bấm like hoặc là comment về cảm nghĩ, về nhận xét về video của mình xuống dưới comment. Và các bạn cho mình một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Thì như các bạn đã biết, lòng biết ơn đối với người khác từ xưa đến nay vốn là truyền thống của dân tộc ta. Ông cha ta luôn nhắc nhở con cháu phải sống ân nghĩa thủy chung, đã nhận ơn của ai thì không quên bao giờ. Thì một trong những câu ca dao tục ngữ nói về đạo lý ơn nghĩa của nhân dân ta từ xưa đến nay luôn được lưu truyền, đó là câu ca dao, đó là câu tục ngữ ăn quả như kẻ trồng cây. Thì câu này có nghĩa đen là khi ăn quả thì ta phải nhớ đến kẻ đã trồng cây, không có kẻ trồng cây thì làm sao mà có cây, có quả để ăn. Nghĩa bóng là quả đây có nghĩa là thành quả, thành tựu. Ăn quả ở đây chính là hưởng thụ thành quả. Khi đó ta phải nhớ đến công lao của những kẻ trồng cây, những người đã bỏ công sức, mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả xương máu để có được thành quả đó. Qua đây ta nhận thấy là ý nghĩa của câu tục ngữ đó chính là đạo lý ơn nghĩa tốt đẹp, phải ghi nhớ, phải biết ơn những người đã giúp đỡ ta trong lúc khó khăn, hoạn nạn, người mang lại cho ta những điều quý giá trong cuộc sống. Thì thời xưa thì thờ cúng ông bà tổ tiên, cha mẹ đã mất, cúng cảm tạ thần linh hoặc là tạ ơn trời đất cho ta những mùa màng bội thu. Còn ngày nay thì để luôn giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp thì nhà nước ta vẫn luôn tổ chức những ngày lễ hội để nhớ ơn của các vua hùng đã có công dựng nước, hay là tổ chức viếng thăm bia, đài tưởng niệm của các chiến sĩ bộ đội đã hy sinh bản thân mình để có được độc lập như ngày hôm nay. Thì để đáp lại công lao ấy thì tất cả chúng ta, đặc biệt là những thế hệ trẻ, hãy luôn không ngừng học hỏi, lao động và sáng tạo để góp phần xây dựng đất nước ta giàu mạnh, văn minh hơn, đặc biệt là xứng tầm với các bạn bè trên thế giới. Thì áp dụng vào thực tế thì có rất nhiều để các bạn hiểu qua về ý nghĩa của câu tục ngữ. Thì mình có thể đưa ra 3 trường hợp để các bạn hiểu rõ hơn. Trường hợp đầu tiên là khi bạn ăn một bát cơm trắng vừa thơm này, vừa dẻo này, thì bạn phải biết ơn công lao của những người nông dân đã ngày đêm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để có được bát cơm ấy. Thì biết được điều đó thì bạn sẽ hiểu vì sao mọi người hay nhắc nhau rằng ăn cơm mà bỏ thừa thì là tội đấy. Chúng ta có nghĩa là chúng ta ăn bao nhiêu thì chúng mình sẽ lấy bấy nhiêu thức ăn thôi á, bỏ đi rất là tội, người ta rất là phí á, phí công lao của những người đã chăm sóc nuôi trồng để cho chúng mình có những bữa cơm rất là ngon á.